rất là vui được gặp lại tất cả anh em trong cái video clip tiếp theo của mình nha. Trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng rác nha anh em. Đấy, bây giờ mò lên đây. À, lùm bùa đỏ anh em ơi, lùm bùa đỏ. Trời ơi, quýnh rác là phải ghê rồi. Trời, nói gì nữa. Gặp thằng Alistair là đấm vô cái mỏ đó anh em. Trời, xong rồi. Vậy không cướp được bùa. Ơi, bọn kia nó vừa làm rần ở dưới cái bùa. Ơi, nó quýnh thằng rừng mình cấm đầu chạy luôn các bạn. Thôi, xuống đây. Ôi, chứ con đầu thuộc về thằng Aladdin rồi. Làm gì tôi? Chờ, làm gì tôi? Tôi sợ lắm luôn á. Ê, chơi kéo nguyên một đám xuống đây mấy anh ơi. Chơi kỳ vậy? Ở con mình tôi ở đây nó cái ba thằng xuống rồi quýnh tôi các bạn. Trời, tôi là pháp sư thôi chứ đâu phải tôi đỡ đòn đâu mà đè đánh dữ vậy nè. Chắc là con ăn được con dơi này rồi các bạn ơi. Ở trên kia thằng Hayate nó mò xuống rồi đó. Chắc chắn là nó sẽ ở đây nè. À, đấm vô cái bụi cái búp. À, một lắc rồi các bạn. Đấm một lắc rồi các bạn. Rồi. Kiểu này chắc là khó ăn con dơi này rồi, Nó ở đây sẵn sàng với lại có AD các bạn. Ủa sao con AD nó lại xuống đây trời. Nó trên kia nó không ở các bạn. Nó xuống đây nó cái mối nè. Bút vô đâu đó. Lù đạn mày. Đó chết luôn rồi. Cái gì vậy? Anh tìm gì kì vậy? Giỡn mặt với tôi hả? Thì trận đấu ngày mình sẽ chơi vị tướng rán với cái vai trò là đi mít nha các bạn. Nhưng mà sớm giờ mình không có lên mít các bạn ơi. Sớm giờ mà đã chứ lên top. Trời, ta nói đi mít mà toàn dưới top cơ mà. Bởi vì các bạn cũng thấy rồi, thằng AD nó sẵn sàng ở đây nãy giờ. Mà làm sao mình bỏ lính mà đi được các bạn. Mình đi là bị mất lính nha. Có nhiều anh em hỏi là cái meta mùa 20 này mình có nên chơi rát không? Nên chứ. Rát là phải chơi các bạn. Rát là một trong những vị tướng pháp sư mà không bao giờ bị ao meta đâu các bạn ơi. Thực sự với tất cả các bạn luôn. Do dù là nó có bị giảm sức mạnh rồi giảm cái gì đó tùm lum tùm la các kiểu á, nhưng mà nó không bao giờ bị ao meta đâu. Cái chất tướng rát này là một con tướng có thể nói là mình có thể chơi rất là nhiều phong cách. Các bạn có thể lên kiểu giống như là như một sát thủ cũng được nè. Ồ rát mà lên thì kiểu sát thủ thì tao nói đánh nhau nữa rồi. Ôi đánh nhau như thế này làm sao mà thiếu được cái băng mặt của tôi được. Đâu ai đâu hết rồi. Chạy đâu hết rồi các bạn. Đây. Chết. Thôi. Ôi trời, mất luôn cái tóc biến cái trời. Tham quá trời. Trời ơi, đánh game mà không tham sao được các bạn. Trời mà limit cũng cần phải ăn mạng chứ đúng không? Cái con AD tên bạn. Ê! Thôi, mà bơi. Cứu tôi với. Đúng rồi, cứu tôi. Trời ơi, hai ba tầng ở đây. Ơi. Ôi, Alistair tốc biến các bạn ơi. Không rồi, nó không tốc biến nó chết bài với mình. Mập địch ơi, mập ơi. Mập dảnh bụng rồi các bạn. Anh dảnh cái bụng lên rồi các bạn ơi. Anh em nào mà có lần đầu tiên mà biết đến cái kênh của mình á, mà vô tình xem được cái video clip ngày hôm nay, tự nhiên thấy nó, ôi trời, trước giờ tôi coi biết bao nhiêu video clip rồi, tự nhiên sau này vô cái kênh của thằng này sao nó nhiều dữ vậy nè. Nó nói nhiều mà nó nói xàm xàm không. Đặt trên kênh các bạn, cái kênh của mình là kênh nói nhiều các bạn ơi. Mình không thể nào bình luận theo cái kiểu giống như cái kiểu nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc, cái kiểu như là rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì bữa nay mình chơi vị tướng rác nha các bạn ơi. Mình không thể nào bình luận được như vậy các bạn ha. Mình thực sự luôn cái không phải là cái gì các bạn. Thực sự luôn, nếu như mà bình luận như vậy mình không có quen. Cái gì? Cái gì trên này? Nè, đấm một cái nè. Móc lên cái, ủi một cái nè. Đục một cái nữa. Trời ơi, là mướn luôn các bạn. Ôi là mướn luôn các bạn ơi, không ăn được mạng nào luôn. Trời ơi, combo đẹp vậy mà không ăn được ai trời. Ôi đồng đội mình ăn hết trơn các bạn. Thì mình không thể nào bình luận theo cái cách mà gọi là nghiêm túc được đâu các bạn. Thực sự luôn. Các bạn nào đã theo dõi kênh của mình lâu rồi thì các bạn cũng đã biết rồi. Cái kênh mình là cái kênh nói nhiều. Cái kênh nói nhiều nha các bạn ơi. Mà nói vậy mới vui các bạn. Chứ thực sự luôn, nếu như mà bình luận thì cái kiểu giống như đọc bài, trả bài hàng ngày rồi. Trời ta nói coi nó nhàm lắm các bạn ơi. Thực sự luôn. Nếu như mà các bạn nào mà xem được video clip này mà các bạn kiểu giống như là Cái gì? Băng xương ai? Băng xương nè. Rồi mà thấy bà nội mày rồi, error. chạy đi. Ê, cái gì đây? Ôi, trời ơi, anh tiêu nè. Anh tiêu nè. Đục vô cái mặt nó. Làm mướn tiếp các bạn. Đàn ơi,
Rồi xong rồi. Pha này mà thật sự thì mình không còn cách nào để cứu được ông rừng các bạn ơi. Thằng mập nó hút như vậy mình lao vô nó hút luôn mình á. Pha vừa rồi nhà đông rừng cũng chết các bạn. Chết trong trụ luôn. Bây giờ nè, các bạn thấy không? Ồ, thằng mập địch hình như là di chuyển qua hướng này nè các bạn. Mình đắp đây đợi nó đi ngang nè. Ồ, đục vô mặt thằng cái nè. Ồ, móc cái nè. Ụt cái nè. Rồi. Chạy hả mày. Tóc biến rồi. Tóc biến hụt luôn các bạn ơi. Tóc biến nè, lụ đạn mày chạy hả mày. Chạy đi Agum ơi. Nó xuống nó xích đây. Trận này thì team của mình sẽ có một người sử dụng chiêu tuyệt chiêu cuối là xích chó các bạn, là Agum ngang. Và team bên bạn cũng có một thằng xích chó nữa là thằng Alistair. Chia đều ra các bạn ơi. Rồi. Mày ăn tiêu là đục vô cái mỏ đó. Đó, nhẹ nhàng thôi các bạn ơi, 5 mạng rồi. Trời ơi, đánh rác sướng lắm các bạn. Thực sự luôn, đánh đá các kiểu. Nhất là đối với cái bộ skin quay thái này nè các bạn ơi. Khi mà các bạn mang được skin quay thái này vô thì nó sẽ tăng đam gấp đôi nha các bạn. Thực sự luôn, cái gì? Rồi, xong rồi. Trời ơi, đậu xanh nó quýu đấm tùm lum các bạn. Ôi, quýu quá, đấm tùm lum luôn. Rồi, đánh nhau quá trời. Tiêu tôi hết năng lượng các bạn ơi, hết năng lượng sao anh tiêu có tốc biến nè. Ơi, mà chắc không cần tiêu đó các bạn, đấm thôi. Trời, tôi đấm hai mạng kìa, tôi ăn ké không à. Chơi rác các bạn cũng có thể chơi theo cái chiêu gọi là cái chiêu ăn ké y như tôi lên đi các bạn. Rồi, xong rồi. Chạy đâu nữa con sâu này. Các bạn thấy chưa, ta nói anh tiêu tóc biến là một trong những cái thương hiệu của rác các bạn. Khi mà các bạn chơi rác nhiều rồi á thì các bạn sẽ hiểu được tại sao người ta nói cái con tướng mình có thể nói là một trong những cái anh tiêu ảo diệu. Rồi con tướng pháp sư nha, mình đang nói về con tướng pháp sư nha các bạn. Một trong những con tướng có năng đánh cái anh tiêu cực kỳ là ảo diệu. Anh tiêu tóc biến nè, rất là ít cái cô vị tướng pháp sư nào mà sử dụng được cái tuyệt chiêu nào mà nó đẹp như vậy nha. Rồi, đục dưới mặt nó chết không chết các bạn ơi, nó lết về được rồi, lù đạn nó cái con Alistair này các bạn thấy chưa. Nếu như mà càng lên rank cao các bạn mà chơi Alistair thực sự với các bạn luôn là nó hơi bị tù đó, các bạn cũng thấy rồi, nó không chế thì nhiều thiệt nhưng mà máu nó quá là giấy đi, với lại không có khả năng cơ động các bạn. Nó xài xong chiêu nó kiểu giống như đứng im chịu chói chịu trận thôi chứ đâu làm được cái gì đâu. Bây giờ mình qua bên đây nè, mình đẩy thằng Aladdin này về trong đồng đội mình, cút vô cái đầu nó. Chạy đi các bạn, chạy đi. Ê, làm gì? Rồi xong, mẹ anh tiêu cho con quái là mà thấy bà nội mày với tao rồi. Đây, đục vô cái mặt nó các bạn ơi. Chết tôi rồi, xong rồi các bạn ơi, chết rồi. 27 giây các bạn. Lên bảng đếm số 27 giây. Ôi, trong khoảng thời gian này làm gì đây? Xem đồng đội đánh chứ làm gì nữa. Có làm được gì đâu các bạn. Chết rồi. Có các bạn ơi, có nha. Nếu như mà xem clip của mình á, các bạn cảm thấy vui thì nhớ like ủng hộ mình nha các bạn. Còn nếu như mà rảnh tay hơn nữa thì các bạn cào phím với mình à, khi mà các bạn xem clip mình mà các bạn like rồi các bạn comment rồi các kiểu đó thì nó kiểu như là nó giúp cái video của clip của mình nó gọi là nó tăng tương tác hơn nha các bạn ơi. Nó sẽ giúp clip mình tiếp cận được nhiều bạn hơn à, như vậy là sẽ có nhiều bạn biết được cái kênh của mình hơn. Rồi, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Sau khi đếm số 20 mấy giây thì giờ mình đã xuất hiện rồi nè các bạn. Rồi coi, hình như là cái thế trận đã hoàn toàn là thuộc về team của mình rồi các bạn ơi. Team mình bạn đang bị... Cái gì đây? Xong làm sao được? Mày hết chiêu chưa? Hết rồi không? Hết rồi thì lên bảng điểm số. Lên bảng điểm số liền. Khi mà các bạn đánh với con Aladdin á, các bạn nhớ giúp mình một điều, đó chính là các bạn cố gắng di chuyển nha. Các bạn đừng có đứng im tại chỗ mà các bạn quánh nó. Cái con tướng này nó rất là khoái gặp những thằng kiểu trong kém cơ động và đứng im một chỗ quánh á. Nó cực kỳ là khoái luôn, bởi vì cái chiêu của nó là spam chiêu tại chỗ các bạn. Nó chém rất là đau, nên là các bạn khi đánh các bạn cần phải di chuyển nha, các bạn đừng đứng im. Để coi, bây giờ là phút thứ 10 của trận đấu rồi mà team bạn đánh kiểu này là nát rồi các bạn. Không còn cửa bật với team mình luôn. Một đường lính siêu cấp đầu tiên đã xuất hiện rồi các bạn. Không biết là team mình muốn lấy luôn 3 đường hay là sao đây. Để coi. Chắc mới một đường cũng khó win lắm các bạn. Rồi xong rồi mập ơi, mày kéo Agum về là mày một sai lầm.
chết thằng mập địch rồi các bạn. Và rồi mình cũng đi luôn rồi. cái gì ơi, rừng ơi, ông rừng ổng anh tiêu các bạn. Ôi thằng Aladdin các bạn biết rồi, cái anh tiêu của nó càng đông người càng khoái mà. Cái chức tướng của Aladdin á, khi mà nó anh tiêu thì các bạn cố gắng là di chuyển xa xa đồng đội của mình ra, nhưng đừng có tụ năm tụm bảy lại. Trời ơi, một cái giáp của nó ghê lắm các bạn. Giáp của thằng Aladdin nè. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi các bạn ơi, xong rồi. Hết đường chạy rồi. Chết tiếp rồi các bạn. Quốc đa, đúng rồi, đầu xanh mày. Quốc đa ngon lành lèn. Ép quên luôn. Chứ quên luôn rồi các bạn, quên luôn rồi. Đem nó còn có hai người thôi. Ở đó tiêu đó kìa. Ấy, cứ anh tiêu. À lên đến anh tiêu mà đồng đội mình cứ sắp xếp vô nhau gì ta. Nó bút cái lớp giáp rất là dày nha các bạn. Không chết luôn, không chết luôn. Rừng mình lên. Còn lính kia anh em. Rồi quên rồi các bạn ơi, quên rồi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video clip sau.